năm 1957, Liên Xô phóng Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên từng được đưa lên quỹ đạo, mở đầu cho kỷ nguyên không gian. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ra mắt sản phẩm này. Giờ đây, nhiều quốc gia hơn đã có công nghệ để phóng vệ tinh lên quỹ đạo, và cùng với sự phát triển đó, ngày càng có nhiều lo ngại về các mảnh vỡ không gian, hay còn được gọi là rác không gian. Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA, đã có gần 13.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo kể từ Sputnik 1 và gần 30.000 vật thể đang được theo dõi bởi các hệ thống giám sát. Liệu một hành tinh được bao quanh bởi quá nhiều rác có bền vững về lâu dài không? Số lượng mảnh vỡ không gian và số lượng đó sẽ tăng lên như thế nào theo thời gian là điều cực kỳ đáng quan tâm. Các mảnh vỡ không gian gây nguy hiểm cho các vệ tinh tàu vũ trụ trong tương lai và các vật thể khác trên quỹ đạo xung quanh trái đất. Liệu loài người có khai thác môi trường gần trái đất này như chúng ta đã khai thác chính trái đất? Vì vậy, chúng ta phải hiểu hiện trạng của vấn đề mảnh vỡ không gian và nó sẽ phát triển như thế nào theo thời gian để phát triển các giải pháp nhằm giảm thiểu vấn đề này. James A. Black, thành viên nghiên cứu tại Đại học Warwick, đã thực hiện nhiệm vụ khó khăn này. Black đã theo dõi các mảnh vỡ không gian và xem xét kỹ lưỡng sự tiến hóa của các môi trường mảnh vỡ của quỹ đạo trái đất thấp leo và quỹ đạo trái đất không đồng bộ Dio. Các vệ tinh trong Dio tuân theo chuyển động quay của trái đất, chúng có cùng chu kỳ quỹ đạo của trái đất và rất cần thiết cho viễn thông. Không gian ở những vùng này bị hạn chế và có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tình trạng quá tải nếu các hoạt động vũ trụ không bắt đầu được tiến hành một cách bền vững. Các quy định về khoảng cách nghiêm ngặt sẽ ngăn chặn các vụ va chạm vệ tinh. Tuy nhiên, các vụ va chạm gần đây của các vệ tinh liên lạc cho thấy những gì hiện đang được thực hiện để ngăn chặn những vấn đề như vậy là chưa đủ. Ngoài ra còn có các vệ tinh không hoạt động bị bỏ rơi không được kiểm soát và gây ra mối đe dọa tích cực cho các vệ tinh mà chúng ta dựa vào để cung cấp thông tin chính. Như vậy, phải tránh va chạm. Chúng tôi cần danh mục và mạng lưới giám sát để theo dõi rác vũ trụ để cung cấp cảnh báo cho các nhà khai thác vệ tinh để họ có thể điều động vệ tinh của mình để tránh va chạm. Rõ ràng là các quy định và chiến lược hiện hành để giám sát và giảm thiểu các mảnh vỡ không gian là không đủ. Nhiệm vụ theo dõi vệ tinh và mảnh vỡ không gian hiện do một số cơ quan vũ trụ và văn phòng chính phủ trên toàn thế giới đảm nhiệm, ví dụ chương trình mảnh vỡ quỹ đạo của NASA, văn phòng mảnh vỡ không gian của ESA, ủy ban điều phối mảnh vỡ không gian liên cơ quan IADC, ủy ban Liên Hợp Quốc về sử dụng hòa bình của Outer Space UNCOPUOS. Chiến lược hiện tại để ngăn chặn môi trường mảnh vỡ không thể kiểm soát được là sự kết hợp giữa theo dõi và thụ động hóa, một quá trình mà các nguồn năng lượng còn sót lại bị cạn kiệt để giảm nguy cơ nổ. Ngoài ra, một quy tắc 25 năm được đưa ra, trong đó người ta khuyến khích các vệ tinh trong vòng 25 năm kể từ khi hoàn thành sứ mệnh phải được xử lý bằng cách đi vào khí quyển. Các hướng dẫn do IADC phát triển và UNCOPUOS thông qua hiện là tự nguyện và không ràng buộc về mặt pháp lý, do đó một số quốc gia đã bỏ qua việc tuân theo các hướng dẫn này. Về cơ bản, nó là hợp tác trên quy mô quốc tế để xử lý vấn đề này trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát. Các mảnh vỡ gây ra mối đe dọa cho các vệ tinh trong tương lai, cũng như các tàu vũ trụ được thiết kế để đi lên mặt trăng hoặc quỹ đạo của trái đất trong quá khứ. Chính sách quốc tế sẽ là cách tốt nhất để đạt được sự bền vững trong không gian. Nhưng nó lại gây ra một trở ngại lớn. Chính sách chủ động loại bỏ mảnh vỡ ADR hoặc các sứ mệnh thường xuyên để tích cực xử lý các tàu vũ trụ và mảnh vỡ đã chết hoạt động bằng cách thực thi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và giảm thiểu mảnh vỡ là chìa khóa để ngăn chặn sự leo thang trong tương lai của vấn đề này. Black nhấn mạnh rằng chúng ta cần các quy định ràng buộc về mặt pháp lý để xử phạt hành vi liều lĩnh. Khung quy định này sẽ được tạo ra như thế nào? Các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm khác, ví dụ tổ chức tòa án không gian, hội đồng cố vấn thế hệ vũ trụ, viện luật hàng không và vũ trụ, văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề không gian bên ngoài hiện đang tìm kiếm các giải pháp. Những nỗ lực này để giữ cho không gian bền vững sẽ là cần thiết khi sự thống trị của chúng ta về không gian ngày càng tăng. Nếu chúng ta không sớm tìm ra giải pháp cho cánh đồng mảnh vỡ, nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của nhân loại,
Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.